Xin chào tất cả các bác. Hôm nay cửa hàng Nông Cơ Anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người một cái lô máy bơm nước mini Nhật bãi nhé. Bơm nước mini Nhật bãi. Đó, hàng Nhật bãi. Bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0969333463. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo cho bác nhé. Thì cái lô này giới thiệu cho anh em, các bác nào có nhu cầu về mà bơm nước này, tưới rau này, tưới rau đó, hay là mình tưới hoa màu các kiểu, hay là tưới ruộng, bơm ruộng các kiểu, thì các bác thể lựa chọn những con như này. Đó, nó rất là nhẹ nhàng, hàng Nhật bãi thì nó rất là bền, nó rất là lợi xăng cho các bác nhá. Đó, thì các bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin nút like, đăng ký kênh và cho thông báo. Thì cái lô này giới thiệu cho các bác nhá, sẽ gồm có 14 cây bơm nước cho các bác này. Em giới thiệu qua nhá, có hàng Sinewa này, Kosin này, Mitsubishi này, Robin này, Kawasaki, Nakatomi, Kawasaki nhá, Kawasaki này. Còn một con bơm Honda nhá, bơm Honda, bơm Robin này. Và 4-5 con Robin cánh bướm nhá. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Thì cái lô này thì đầu tiên sẽ có một con máy đến từ thương hiệu Sinewa, một con Sinewa nhá. Đấy. Con này thì về hình thức nó không đẹp lắm. Không được đẹp lắm nhá. Máy thì em đã dọn nổ cho các bác nhá. Máy thì con này đã nổ ok cho các bác nhá. Thì các bác nào không quan trọng đến hình thức á, thì các bác có thể lựa chọn con này. Con này thì máy bao zin từ A đến Z cho các bác nhá. Đặc biệt nữa này, con này đã sử dụng cái động cơ của Sinewa. Con này là GP250 nhá. Các bác nào đã dùng qua cái dòng này rồi thì các bác biết. Hai con này là chạy nhá là 26cc, nòng 34 ly, máy rất là mạnh nhá. Đấy, con này này. Con này để trong kho hơi lâu rồi. Hôm nay mang ra bán rẻ cho anh em nhá. Hình thức nó không đẹp lắm. Đó, còn máy thì chạy bao ngon luôn, máy Sinewa. Đó. Đây, series này. 201183 nhá. 2 đó. S250 thì con này của nó nhá là thông số kỹ thuật của bơm này. Họng ra họng vào là 34 nhá. Lưu lượng nước là 110 lít trên phút, cột áp là 35m. Bơm rất là mạnh. Sinewa chạy thì nó rất là vip. Các bác nào đã chạy máy cưa, máy cắt cỏ Sinewa rồi thì các bác có thể biết nhá, cảm nhận cái máy của nó nhá, chạy cực kỳ bền luôn. Con này thì bán anh em giá chỉ là 800 ngàn, con số 1, 800 ngàn bao ship cho bác nhá, BO1. Rồi ok, BO2 này, con đến từ thương hiệu, con này là bơm Kosin nhá, bơm Kosin. Con này là bơm Kosin nhá. Đó. Nói về cái thương hiệu bơm Kosin thì có thể nói nó đánh giá là cái thương hiệu bơm hàng đầu của Nhật Bản nhá, rất là tai tiếng tên tuổi luôn. Con này của nó là thông số kỹ thuật của nó nhá là 23cc, nòng 32 ly các bác nhá. Đó. Con này thì trọng lượng nó rất là nhẹ, đặc biệt phù hợp cho các bác nào mình muốn mua con máy nhẹ nhàng ấy, xách ra vườn, ra ruộng các kiểu dễ dàng thì các bác lựa chọn con này cho em. Con này này, lưu lượng nước của nó là 110 lít trên phút nhá. Cột áp của nó là đi 35m nhá. Đấy, họng ra họng vào của nó là 34, bình xăng trên, cực kỳ dễ nổ. Con này thì bao các bác là máy siêu nhạy nổ luôn. Đó. Các bác nào chốt con này thì cái bố em sẽ lắp cho các bác nhá. Bác nào muốn xem clip test hay như thế nào thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0969333463 các bác nhá. Ok. Số 2 này bán anh em giá chỉ là 1.200.000 bao ship nhá. Đấy, chụp giật con này nó tích hợp chụp giật trợ lực luôn, rất là vip luôn. 1.200.000 quá là rẻ luôn nhá các bác nhá. Rồi tiếp tục đến con số 3. Con số 3 là con đến từ thương hiệu bơm của Mitsubishi. Mitsubishi các bác nhá. Con này Mitsubishi T130. Con này là công suất của động cơ nhá là 23cc, nòng của nó là 32 ly các bác nhá. Nòng 32 ly. Đó. Con này thì bơm còn rất là đẹp này các bác này. Nói về cái dòng này thì nó rất là trâu bò nhá. Các bác nào đã xài máy cắt cỏ Mitsubishi các bác biết rồi. Nó một thương hiệu rất là lớn luôn, nổi tiếng nhất Nhật Bản luôn rồi. Con này thì nói về thông số kỹ thuật của bơm nhá. Thông số kỹ thuật của bơm. Đây, họng ra họng vào của nó là 34 này. Lưu lượng nước là 120 lít trên phút luôn nhá. Đó, lưu lượng nước nó sẽ lớn hơn những con kia nhưng 120 lít trên phút luôn. Động cơ Mitsubishi nó rất là mạnh nhá. Cột áp của nó là 35m đặc biệt này. Lưu lượng nước cột áp những cái con Mitsubishi này nó chạy rất là lợi xăng này. Đó, bình xăng trên, cực kỳ dễ nổ luôn. Con này thì giá là 1.300.000. 1.300.000 đã bao phí ship đến tận nhà cho các bác nhá. Máy thì rất là ngon luôn, máy đẹp này. Con này đẹp đến 95% luôn các bác nhá. Rồi ok. Tiếp theo. Con BO4, con BO4 này, con đến từ thương hiệu à. Con này là con Robin nhá. Bộ Robin bình xăng dưới này. Cái dòng này thì dòng siêu hệ rồi. Các bác rất là thích những cái dòng này.
vì nó chạy rất là lợi xăng luôn, bình xăng dưới mà. Con này thì BO4 này, động cơ của nó nhá là động cơ của Robin 26cc 34 ly. Đó, giá chỉ là 1.300.000 bao ship nhá. Con này thì các bác nào chốt thì em sẽ bổ sung cái nắp đậy lên đây cho bác nhá, bổ sung tất cả các chi tiết còn thiếu của máy cho bác nhá. Nói về thông số kỹ thuật của bơm như con này là họng ra họng vào là 34 nhá. Lưu lượng nước là 110 lít trên phút, cột áp của nó là 35 m. Đặc biệt những cái dòng mà bình xăng dưới này thì nó chạy lợi xăng hơn so với bình xăng trên các bác nhá. Đó, BO4 này giá là 1.300.000. Ok. Rồi, tiếp theo con BO5. BO5 là con đến từ thương hiệu Kawasaki. Kawasaki TF22 nha, một cái dòng máy hệ tiếp nhá. Kawasaki các bác chạy thì biết rồi. Đấy, đặc biệt là cái dòng TF này, nó hay có kiểu dòng TF bên cạnh cắt cỏ nó hay có kiểu có đề ấy các bác nhá. Con này là TF22, máy chạy cực kỳ giòn, cực kỳ bốc, đặc biệt là siêu nhẹ nổ luôn. Đó, các bác nào muốn mua con máy mà ra đầu các bác giật phát nổ ấy thì các bác chọn con này cho em. Chạy thì bao phê cho bác. Con này thì máy đẹp đến 95% nhá, bình xăng, bình xước mới quáng này. Sơn này, ốc bẻ màu này, đấy, chụp giật trợ lực nhá. Đấy, nói về thông số kỹ thuật của bơm thì con này thì của nó cũng là đây, bơm quá là đẹp luôn này, bẻ màu luôn. Lưu lượng nước là 100, con này là 110 lít trên phút nhá, cột áp của nó là 35 m. Đấy, họng ra họng vào là 34. Đặc biệt con này rất là nhẹ, trọng lượng của nó chỉ là 4 kg rưỡi thôi, rất là đẹp. Con này thì bán anh em giá là 1.300.000 thôi. Quá đẹp luôn, bơm Kawasaki này thì các bác dùng không phải chê luôn rồi. Đấy, VIP luôn. Ok, tiếp theo con số 6. Con số 6 là con đến từ thương hiệu bơm của Nakatomi. Con này là bơm Nakatomi các bác nhá, rất là đẹp. Con này thì của nó là động cơ của nó là 26cc này, 34 ly nha các bác nhá. Đó, rất là mạnh luôn. Con này thì máy rất là đẹp, máy rất là đẹp. Con này là bơm này, bơm của nó bơm hệ nha các bác nhá, bơm này, ốc áng này rất là chắc chắn nha các bác nhá. Đấy, tất cả chi tiết này còn nguyên lớp mạ chrome nhá, rất là đẹp. Con này của nó là thông số kỹ thuật của bơm nhá, là họng ra họng vào của nó là 34 này, 34. Cột áp của nó này, cột áp của con này là tầm 40 m nhá, lưu lượng nước là 120 lít trên phút. Đó, con này thì rất là ngon. Con BO4 này, giá BO6 này giá là 1.400.000, 1.400.000 bao ship nhá, chụp giật trợ lực cho bác nhá, bơm rất là đẹp, mới đến 95% luôn. Ok, tiếp theo BO7. BO7 là con bơm có thể nói là con bơm rất là VIP luôn, siêu hệ luôn, siêu hệ. Con này là con Kawasaki TF33, động cơ của TF33 các bác biết rồi, quá là đẳng cấp luôn nhá, cực kỳ VIP luôn. Con này thì cực kỳ ngon. Đấy, con này hình như là có xăng nhá, các bác nào muốn test nổ ấy, thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0969333463. Thì con này hình như có xăng nhá, đây em sẽ test nổ luôn cho các bác này, đơn tiện là có xăng ở đây. Con này thì công tắc nằm ở đâu nhỉ, công tắc nằm ở dưới này đấy các bác nhá, bật công tắc lên này, quên chưa bật công tắc nhá, công tắc này. Đây. Các bác có thể cảm nhận tiếng nổ của máy nhá. Đó. Các bác nào muốn test những con kia thì cứ liên hệ qua em sẽ test nổ cho bác nhá. Con này thì may quá còn xăng trong bình này, tiện thể test nổ cho bác luôn. Con này động cơ của nó là 33cc, nòng 37 ly các bác nhá. Đấy. Thông số kỹ thuật của bơm nhá, con này là cột áp là 40 m này, lưu lượng nước là 120 lít trên phút luôn. Rất là mạnh, họng ra họng vào là 34, con này thì siêu VIP cho các bác luôn nhá. Cực kỳ ok luôn. Dùng con này quá đẳng cấp luôn. Tiếng máy các bác có thể cảm nhận, động cơ nó chạy như mới luôn, càng thì quá êm luôn. Con BO7 này giá là 1.800.000 bao ship nhá, bao ship. Đấy, chủ giật thì trợ lực, máy quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo con BO8. BO8 là con đến từ thương hiệu Honda G100 nhá, GX100. Con này là động cơ của nó là 2.5 HP luôn ạ. Đấy, Honda này, động cơ 4 thì nhá, xăng riêng nhất riêng. Siêu VIP luôn. Con này thì bán rẻ cho anh em nhé. BO8 giá chỉ là 1.900.000, 1.900.000 bao ship thôi. Đó. Con Honda này quá đẳng cấp luôn. Con này thì máy của Nhật nhá, Made in Japan này, động cơ này quá VIP luôn rồi.
Các bác nào mà không thích thì các bác có thể về tháo những cái đầu này ra để chế cháo cái gì đấy. Dùng cái động cơ Honda này quá đẳng cấp. Động cơ này 2,5 HP này, đây này, lốc máy này, Honda nhá, G100 đấy, cực kỳ vip luôn. Con này thông số kỹ thuật của bơm con này này, bơm con này sử dụng bơm là bơm Cosin các bác nhá. Đó, lưu lượng nước của nó là đi lưu lượng nước của nó hơi mờ, 140 lít trên phút nhá. Cột áp của nó là 35m nhá. Đó. Bơm này siêu vip luôn. Động cơ 4 thì xăng riêng nhất riêng. Bơm này siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, con Honda này quá đẳng cấp luôn. Bơm Cosin. Con này của nó là giá là 1.900.000 vào ship nhá, BO8. Rồi ok. BO8 à. Không có BO9 rồi. Rồi ok. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con BO10. Con BO10 là con bơm Zobin nhá. Tất cả cái hệ B từ BO10 đến BO14 này. BO10 10 11 12 13 14 này. 5 con này là bơm Zobin cánh bướm nhá. Bơm Zobin cánh bướm. Đó, đầu tiên giới thiệu cho anh em con BO10 này. Zobin cánh bướm này thì chạy các bác biết rồi, nó chạy rất là nhạy nổ nhá, rất là khỏe luôn. Cực kỳ khỏe luôn nhá, dòng này chạy thì rất là bền. Con đầu tiên con EC03 này, con này thì máy rất là đẹp, các bác có thể nhìn tổng quan về hình thức của máy nhá. Bơm của nó này, bơm Nitto này. Quá đẹp luôn nhá. Con này động cơ của nó nhá, sử dụng cái động cơ của Zobin. Đấy, ốc áng 7 màu nhá. Đấy, 33cc, nòng 36 ly chụp giật trợ lực các bác nhá. Đó. Thì thông số kỹ thuật của bơm này, con này thì lưu lượng nước của nó nhá là 130 lít trên phút này, cột áp của nó lên tới 50m nhá. 50m, các bác nào muốn mua con máy mà đẩy siêu xa ấy, thì các bác có thể lựa chọn những con như này. Đẩy rất là mạnh, rất là xa. Giá chỉ là 1.500.000 con BO10. Giá chỉ là 1.500.000 đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác nhá. Rồi ok, tiếp theo BO11, BO12, hai con này thì về hình thức nó y hệt nhau luôn. Hai con bơm này, hai con EC03 này, động cơ của nó là con số 11 và con số 12, động cơ của nó là 33cc, nòng 36 ly các bác nhá. Đó. Chụp giật trợ lực đây. Động cơ của Zobin cánh bướm. Rất là ngon. Rồi. Thông số kỹ thuật của bơm nhá, thông số kỹ thuật của bơm. Đấy, con này là 100 nó thông số kỹ thuật nó ngang tương đương với con kia thôi. 130 lít trên phút, cột áp lên tới 40, con này cột áp ở tầm 45m nhá. Lưu lượng nước là 130 lít trên phút, cột áp là 45m, rất là vip luôn. Đó, bàn đế này rất là đẹp nhá. Hai con này thì bán đồng giá anh em, giá 1.500.000. Bơm rất là bơm hệ luôn. Đây. Tất cả chi tiết này rất chắc chắn như bằng kim loại này. Quá chắc chắn luôn. Ok, tiếp theo. Tiếp theo con số BO13. Bác nào muốn mua con máy mà khỏe ấy. Đây, con này là động cơ của con này chưa là vip luôn. Zobin cánh bướm nòng 40 ly nhá. 40 ly, 40cc. Cực kỳ mạnh, đẩy xa cho anh em nhá. Đấy, con này thì vỏ viếc này nó hơi sần sùi tí nhưng mà bao chất zin cho bác nhá. BO13 này, giá là 1.500.000. Thông số kỹ thuật của bơm nhá. Ôi, con này mờ thông số kỹ thuật rồi. Con này thì đây em sẽ nhìn sang con này nhá. Con này thì nó sáng sủa bóng bẩy hơn BO14. Con này thì đẹp hơn con 13 nhưng mà tất cả thông số kỹ thuật đều giống nhau nhá. Con này thì giá là 1.700.000, 1.700.000 cho bác nhá. Đây. Thông số kỹ thuật của bơm này là họng ra họng vào là 34 chứ. Đó, lưu lượng nước của nó là 180 lít trên phút. 180 lít trên phút, cột áp là 45m nhá. 180 lít trên phút luôn, quá ấn tượng luôn nhá. Đây. Hai thằng này 180 lít trên phút này, cột áp là 45m nhá. Rất là vip luôn. Bơm 5 phút là các bác có thể bơm bơm 6 phút là các bác có thể bơm được một khối nước rồi. Quá là kinh khủng luôn ạ. Nhìn nhỏ nhỏ như này nhưng mà rất là mạnh luôn. Đấy, đẩy xa, bơm mạnh. Con BO13 và BO14 giá là 1.700.000 bao ship nhá. Rồi, ok. Bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0969 333 463. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người nhá.